Tỉnh Quảng Trị có hai cửa khẩu quốc tế là Lao Bảo và La Lây với một lượng lớn du khách nước ngoài qua lại. Trước tình hình dịch bệnh do virus Zika đang lây lan nhanh tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ và có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam, từ đầu năm 2016 đến nay, tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống bệnh do virus Zika xâm nhập tại các cửa khẩu quốc tế này, nhất là khi Lào đã phát hiện trường hợp nhiễm bệnh do virus Zika. Hiện nay thì nhân viên ở cửa khẩu phải túc trực 24/24 giờ để kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ mắc bệnh do virus Zika xâm nhập. Tại cửa khẩu quốc tế La Lây, trong những ngày này, bình quân mỗi ngày có hơn 180 lượt người nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam. Bên cạnh việc kiểm tra người nhập cảnh vào nội địa, việc khử trùng diệt khuẩn các loại phương tiện vận chuyển hành khách qua cửa khẩu cũng được tiến hành một cách kỹ lưỡng. Tuy nhiên, cửa khẩu quốc tế La Lây đang trong thời kỳ xây dựng, các thiết bị y tế còn thiếu thốn, chưa có hệ thống cách ly. Do đó, các lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác kiểm dịch. Đặc biệt, máy đo thân nhiệt từ xa không có luồng đặt để giám sát được, nên lực lượng làm nhiệm vụ chủ yếu đo thân nhiệt bằng tay và đo thân nhiệt kẹp nách. Điều này đã làm hạn chế việc giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu. Từ đầu năm đến nay, tại cửa khẩu quốc tế La Lây, tỉnh Quảng Trị đã có gần 22.000 lượt người nhập cảnh vào Việt Nam, trong đó du khách nước ngoài là gần 1.000 lượt.